Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dương Tarot. Hôm nay Dương Tarot sẽ gửi đến cho các bạn một video về chuyện tình cảm trong tháng 4 của một cung rất là đặc biệt, đấy là cung Ma Kết, dành cho những bạn sinh từ 22 tháng 12 đến 19 tháng 1. Chúng mình sẽ đi vào những cái chủ đề chính luôn. Đấy là về chuyện tình cảm của cung Ma Kết trong tháng này sẽ như thế nào. Thì ở đây mình sẽ có 4 tụ bài dành cho các bạn. Có thể trong lúc quay có những cái sai sót hoặc là có những cái mà các bạn chưa ưng ý thì mong các bạn sẽ góp ý với mình để mình có thể cải thiện mọi thứ tốt hơn. Nếu các bạn vẫn còn băn khoăn hay không hiểu gì thì có thể inbox cho mình. Link thì mình có để ở bên dưới. Inbox Facebook, iMed hoặc là qua số điện thoại cho mình hoặc Zalo. Mình sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các bạn. Bây giờ là sẽ là 4 tụ bài cho các bạn. Trước khi xem, các bạn có thể nghĩ cho mình trong đầu về câu chuyện tình cảm trong tháng 4 của cung Ma Kết sẽ như thế nào. Sau đấy chọn một trong 4 tụ bài sau. 1, 2, 3, 4. Sau khi các bạn chọn xong thì mình sẽ giải đáp ý nghĩa của từng tụ bài một. Và sau đây chúng mình sẽ đến với tụ bài đầu tiên nhé. Mình sẽ đến với tụ bài đầu tiên. Mình đẩy các tụ khác. Nói chung là trong tháng này thì bản thân mình có thể nói là, như các bạn đã biết, là tháng này hầu như là ai cũng sẽ phải cách ly. Thành ra là bản thân mình với cả người ta sẽ có cái khoảng cách về địa lý. Thực ra cung nào cũng thế thôi. Ở trên cung Ma Kết này thì cũng có. Và bản thân cung Ma Kết trong cái thời gian này cảm thấy khá là chán nản. Giống như kiểu nhiều khi sẽ sinh ra những cái gọi là suy nghĩ bốc đồng. Và nói những cái lời nói kiểu nhiều khi cũng hơi khó nghe. Tức là nói đúng ra thì mình cảm thấy là có những cái mà mối quan hệ của mình trong cái tháng này mình muốn gặp để nói chuyện, để tâm sự, chia sẻ để không gặp được. Có những cái mà kiểu chỉ nói qua điện thoại hoặc là nhắn tin thì cảm giác như mình không thể giải thích được hết những cái gì mình suy nghĩ ra. Thành ra nhiều khi trong chuyện tình cảm của các bạn sẽ có hiểu lầm trong cái tháng này. Tháng này thì vẫn yêu, nhưng mà có điều là bản thân sẽ phải yêu bản thân mình nhiều hơn, dành thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Và mình sẽ cảm thấy oải trong cái tháng này. Và tháng này cảm thấy một mình cô đơn nhiều. Tức là có cái sự khoảng cách, khó để có thể gọi là tiếp xúc với nhau nhiều. Có điều tháng này thì theo kiểu là bản thân mình phải tự an ủi, tự vỗ về mình. Nhiều khi mình sẽ phải chủ động trong chuyện tình cảm hơn. Và đừng vì giận dỗi mà sinh nông nổi, đừng vì cãi nhau vì một hai câu mà bảo thôi nhau luôn. Và tháng này đúng theo cái kiểu là cũng sẽ dễ phát sinh ra mối quan hệ thứ ba. Tức là dễ có người thứ ba xen vào mối quan hệ, bởi vì cái thời gian dành cho nhau không nhiều. Xong rồi cộng thêm cái kiểu là giận dỗi khó chịu. Thế nên tháng này thay vì giận dỗi nhau, quan tâm nhau nhiều hơn, đừng có suy nghĩ và đặt nặng nhiều vấn đề. Bởi vì các bạn càng căng thẳng trong cái mối quan hệ trong tháng này thì cái phần trăm đổ vỡ của các bạn trong tháng này rất là cao. Thế nên là cái cảm xúc của mình ý, bây giờ vẫn còn yêu, thì mình không nên là gọi là làm cho chuyện tình cảm càng ngày càng khó khăn và khó chịu với nhau hơn. Càng làm như thế, bạn sẽ càng làm cho mối quan hệ của mình dần dần trôi qua. Tức là qua mất cái giai đoạn cảm thấy là muốn cố gắng vì nhau rồi, thành thử sẽ bị chán nhau và khó chịu. Và cái việc có người thứ ba chỉ là đúng cái thời điểm đấy người ta đến, chứ không phải là bởi vì có người thứ ba mà người ta dừng lại với bạn. Thế nên là, hay là bạn dừng lại với người ta. Thế nên là bản thân mình trong cái khoảng thời gian này phải cực kỳ sáng suốt, hành động, làm gì lời ăn tiếng nói cũng phải để ý, tránh kiểu dẫn đến cái tình trạng là tình cảm càng ngày càng nhạt dần, càng ngày càng không muốn vun vén nữa. Nghe tụ số 1 hơi buồn nhỉ. Đấy là ý nghĩ về tụ số 1. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tụ số 2 dành cho các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ đến với tụ số 2 nhé.
Nói chung tụi này tháng này cũng hơi mệt mỏi một chút, nhưng vẫn có cái để làm, ví dụ như tập trung công việc hơn và có những cái sự thay đổi nhỏ, ví dụ như là bản thân mình với người ta nhiều khi lại đùa nhau hơi quá trớn, tức là chỉ là nói vui nói đùa xong rồi thành ra thành khó chịu và giận dỗi nhau. Nói chung là tháng này theo kiểu là mệt mỏi về kiểu tình trạng chung, về công việc các thứ, về tài chính, nên thành ra trong cái chuyện tình cảm mình sẽ có những cái bực bội. Tức là mình mang cái chuyện tình cảm vào, mang cái chuyện công việc khó khăn vào trong vấn đề tình cảm. Và tháng này mình sẽ nhiều khi cảm thấy tủi thân. Và đúng theo cái kiểu là cả hai, tất nhiên là có khoảng cách rồi, có vẻ như cùng market. Tháng này bị nghĩ ngợi quá nhiều về vấn đề khoảng cách của hai người. Khoảng cách ở đây có thể là khoảng cách địa lý, khoảng cách về tinh thần, khoảng cách về tình cảm. Nói chung là bản thân vẫn hy vọng là có cái gì đấy mới, ví dụ như là muốn cho mối quan hệ tốt lên, bởi vì mối quan hệ của các bạn cứ sớm nắng chiều mưa trường ương, có thể bây giờ rất là mệt mỏi nhưng mà lại cho qua rất là nhanh, cãi nhau xong rất là nhanh, chứ không phải là cãi nhau đi thì đến tận khoảng độ 1-2 tháng sau mới làm lành. Đây là có thể chớp nhoáng, nhanh cãi nhau và cũng nhanh đi. Nói chung là tháng này thì nên tập trung vào những cái gì liên quan đến công việc nhiều hơn là tình cảm. Và khi mình bị stress vào tình cảm, mình khuyên các bạn một điều, đấy là đừng mang cái chuyện tình cảm của bạn vào công việc, nó dễ gây ảnh hưởng. Hoặc ngược lại, tức là mình rất là khó chịu với công việc nhưng về mình lại xả vào người yêu mình, thì nói chung là làm cho kiểu, tất nhiên là người kia vẫn sẽ thông cảm cho mình hoặc mình cũng sẽ thông cảm cho người kia, nhưng mà lâu dần nó sẽ gây thành cái cảm giác khó chịu và áp cảm. Và dần dần sẽ khó chịu rất là nhiều cái mà không rõ lý do là tại sao mình khó chịu. Với cả đùa ấy thì nên biết điểm dừng, không nên đùa quá trớn. Nói chung là ví dụ như là mình hoặc người ta là người không biết đùa thì việc đùa như thế trở thành rất là buồn cười. Đây là ý nghĩa của tụ số 2. Thực ra nó cũng không có gì nghiêm trọng bằng tụ số 1, nhưng mà nói chung là nên để ý lời ăn tiếng nói, nên để ý cách cư xử. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tụ số 3. Chúng mình sẽ đến với ý nghĩa của tụ số 3 nhé. Ở tụ này ý, thì bản thân người yêu bạn rất là bận, hoặc chồng bạn rất là bận, hoặc crush bạn cực kỳ bận trong công việc. Có thể là cả nước được nghỉ nhưng mà crush của bạn lại không được nghỉ, hoặc là tìm mọi cách để kiếm tiền chẳng hạn. Và nói chung là tháng này thì giống như kiểu là bản thân người ta tự dưng là mong muốn, kỳ vọng nhiều ở cái tương lai, thế nên là có những cái mà người ta sẽ thể hiện ra một cái hơi khó chịu với mình, bởi vì người ta quá bận, thế nên là mình đừng vì người ta bận mà mình lại nghĩ là kiểu ôi không quan tâm gì mình cả, xong mình lại bị nghĩ ngợi, thành ra tự bản thân mình làm mình buồn. Thực ra là cái vấn đề là cái cảm xúc ở đây mới là quan trọng. Chỉ vì thế mà mình nghĩ ngợi, chỉ vì thế mà mình khó chịu. Nếu mà tự bạn trấn an được cái cảm xúc của mình thì mọi thứ nó rất là bình thường, bởi vì ở đây không phải là người ta có gái gú gì mà người ta rất là chuyên tâm vào trong công việc, và chỉ là người ta không có thời gian dành cho mình, thế nên là mình cảm thấy khó chịu và mình cứ nghĩ ngợi vẩn vơ linh tinh và tự mình làm mệt mối quan hệ, chứ mối quan hệ có vấn đề gì đâu. Thế nên là tháng này bớt suy nghĩ đi, thay vì ở nhà suy nghĩ, hoặc là rảnh quá thì có thể làm đẹp, tất nhiên là tự làm đẹp hoặc là quan tâm theo cách khác, hoặc là quan tâm thầm thôi chứ không cần phải thể hiện ra. Còn nếu mà mình càng chăm chút nhìn vào cái mối quan hệ này trong cái khoảng thời gian này, trong lúc người ta bận, mình càng để ý, mình càng khó chịu thì mình lại càng bực mình. Thế nên là cách tốt nhất là cố gắng là kiềm chế lại cảm xúc của mình, nhất là lời ăn tiếng nói, không nên để những cái gì xảy ra đáng tiếc sau này nghĩ lại thì lại càng cảm thấy là kiểu hối hận ấy. Thế nên là chuyện bé đừng xé to, mọi chuyện nó rất là đơn giản, không có vấn đề gì cả. Qua khoảng thời gian này thì mọi thứ sẽ lại bình thường thôi mà. Nên là nhiều khi đối phương người ta có sự nghiệp cũng tốt hơn là cái việc là trai gái. Hiểu ý mình không? Bây giờ chúng mình sẽ đến cái tụ số 4, là tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình sẽ đến với tụ số 4 nhé. Thực ra toàn cãi nhau về những cái linh tinh thôi. Tụ số 4 ấy
thì bản thân mình cũng là người lo lắng về vấn đề công việc kinh tế. Tháng này thì dần dần mình sẽ hiểu ra nhiều cái, tức là mình sẽ vỡ ra nhiều cái trong mối quan hệ mà bấy lâu nay mình băn khoăn trăn trở. Và nói chung là mình làm gì thì mình cũng cảm thấy là người kia không thực sự là ủng hộ mình. Tháng này dễ cãi vã về những cái nhỏ và giống như kiểu là không tập trung vào chuyện tình cảm. Thế nên là bị cãi nhau về những cái xung quanh ở hai đứa. Hay mình nghĩ về chuyện cũ, những cái gì đã qua. Tháng này có sự thay đổi nhỏ. Ví dụ chuyện tình cảm từ xấu thành tốt hoặc từ tốt thành xấu. Và nhiều khi cái tình cảm mình cảm thấy là nó không được như ý, tức là nó chưa đủ nhiều. Thế nên là cái kiên quyết là cần dành thời gian để vun đắp. Tháng này dần dần mình sẽ hiểu ra thì nếu mà với những cái bạn mà đang yêu đơn phương hoặc chia tay xong mà chưa buông được chuyện tình cảm này xuống, thì tháng này cũng là tháng để các bạn có thể buông được cái chuyện tình cảm này xuống. Tháng này là tháng những cái người đang yêu để có thể thực sự hiểu rõ về bản chất của nhau. Và tháng này có cái hạn chia tay. Có những người thì người ta kiềm chế được cảm xúc của người ta hiểu được vấn đề, người ta đón nhận mọi thứ tốt thì vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ. Có những người thì người ta không chấp nhận được cái tính như thế hoặc là con người như thế, nhưng mà người ta cứ lấn cấn, người ta mãi chưa buông được, thì tháng này có thể buông được, nhưng mà phải thật là lý trí. Nói chung để mà nói, tháng này thì có những cái mới trong chuyện tình cảm. Nếu mà đối tượng nào chưa có người yêu thì tháng này cũng có cơ hội dễ có người mới, dễ có những cái mối quan hệ mới. Thực ra ấy, ở cái tụ bài cuối này chỉ vì đơn giản mình đã tiếc nuối những cái gì đã qua. Thế nên là thành ra tự mình làm khổ mình chứ không phải ai cả. Cái gì đã qua thì cứ cho qua, càng níu giữ, càng cố chấp thì cái mối quan hệ lại càng chẳng đi đâu. Mình nhìn vào hai mặt của vấn đề là mình cảm thấy là mình có thể chấp nhận được không hay là mình dừng. Đấy là ở lựa chọn của các bạn. Tháng này là tháng mà cái tụ 4 này phải đưa ra quyết định của mình. Hôm nay là mình đã gửi đến các bạn 4 trải bài trong chuyện tình cảm của Market trong tháng 4. Hy vọng là các bạn sẽ thực sự thích video của mình. Theo dõi, like cho mình, ủng hộ mình để mình có thêm nhiều video hay hơn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hy vọng là chúng mình hãy giữ sức khỏe trong cái mùa dịch này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn.